Hiện tại là 2023 rồi ha, và mình sẽ test thử cái khả năng gọi video call ở trên điện thoại Nokia cổ xem là nó còn thực hiện được hay không, và cụ thể là test luôn ở trên chiếc Nokia 6700 Seed Line nè. Trước giờ mình chưa có test gọi video call tại nó có camera phía trước nè các bạn. Và hiện tại thì mình sẽ sử dụng hai sim, ở trên E72 mình sẽ sử dụng sim Mobi, và ở trên cái chiếc 6700 Seed Line thì mình sẽ sử dụng cái sim của Viettel. Sẽ vào danh bạ nè, thực hiện cái cuộc gọi ha, tùy chọn lên, chọn gọi và chọn gọi video. Đây, vậy là vẫn nhận được cuộc gọi này các bạn. Tùy chọn nha, trả lời. Có. Alo. Alo. Alo 1234. Vậy là vẫn gọi rất là tốt ha. Rồi bây giờ sẽ cho cái mạng Viettel gọi trở lại cho mạng Mobi nè. Để xem. Có. Ok. 1234 1234. Rồi. Vậy là hai mạng gọi qua gọi lại bình thường ha. Và nhắc lại về cái gọi video call này ở trên Mobi và Viettel á, thì chúng ta cái về mức phí á, sẽ chịu cái phí gọi bình thường cộng thêm cái phí data, tức là các bạn sẽ đăng ký một cái gói data và sau đó các bạn có thể gọi video call tính như gọi bình thường ha. Cho nên bạn nào đang sử dụng các thiết bị Nokia cổ thì có thể tận dụng cái tính năng này. Trên Mobi thì cứ để vậy là các bạn có thể gọi được. Còn đối với sim Viettel á, bạn nào muốn gọi thì lần đầu tiên các bạn nên đăng ký ha. Và cái phí đăng ký là không có tốn tiền nha. Nhưng mà các bạn trong vòng 3 tháng hình như các bạn phải phát sinh một cuộc gọi video call. Không thôi thì cái dịch vụ sẽ ngưng và các bạn phải đăng ký trở lại. Đó là cái sự khác biệt giữa mạng Mobi và mạng Viettel ha. Các bạn nghĩ sao về cái tính năng gọi video call ở trên các thiết bị Nokia cổ trong năm 2023 thì các bạn hãy bình luận phía bên dưới video ha. Trên đây là những chủ đề khác các bạn thể quan tâm. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.